Rồi, hello chào các bạn ạ. Để sáng hôm nay mình đi quay cho các bạn một số hình ảnh về khu đô thị Nông Bình Xuân. Đợt vừa rồi một số bạn cũng nói mình rằng quay cho các bạn một số hình ảnh về khu đô thị Nông Bình Xuân, đặc biệt là có đoạn ven sông đấy các bạn này. Rồi một số hình ảnh có đoạn phía dưới nè, khu Hồ Sang đó. Chắc là có đất có cát mô ở dưới đó. Đây là cái đoạn bên sông này, những ngày gần đây mình thấy người ta làm bờ kè đấy các bạn này. Còn phía dưới sông của chúng ta là những người lao động, người ta đang mò những con sò các bạn biết không. Những con sò sông này á, là về là bán cho những người mà nuôi tôm nuôi cá. Con sò này cho ăn rất là tốt các bạn, tôm cá rất là nhanh lớn. Đó, người ta lặn ở dưới sông đó các bạn này. Đây, ngày nào mình cũng thấy họ làm những cái việc này các bạn. Một ngày như vậy thu nhập khoảng vài trăm. Chiều là người ta thu gom lên, nó có một cái xe nó tới đây nó chở. Hiện bây giờ mình thấy có một xe nó bằng cát nó lắp nguyên cái đoạn luôn các bạn này, để tạo ra, mình nghĩ chỗ này sao làm công viên thôi. Đợt trước mình đi cái đoạn này chưa có láng nhựa, hiện bây giờ mình thấy đã láng lên hai lớp nhựa rồi. Đường ven sông này là điện âm hết các bạn. Đây, như vậy là hạ tầng đã dần dần tương đối đã hoàn thiện rồi đó. Còn cái đoạn bờ kè và lát bên vỉa hè bên bên bờ sông này nữa rất là đẹp. Còn bên kia thì những ngày gần đây mình thấy xe nó đang tiếp tục nó đổ đất các bạn này đó. Sau này bên kia cũng rất là đẹp các bạn. Tiền mà mua lô bên sông đây mình nói các bạn là cực đẹp luôn các bạn này, không có gì hơn luôn á, view sông không có gì cản hết. Ở đây sau lắc vỉa hè là cực đẹp luôn, nhìn thẳng ra bờ sông luôn, mà hướng này là hướng đông, hướng ra biển các bạn biết không, cho nên rất là đẹp. Còn cái bên kia là quay về hướng tây. Như vậy là cơ bản họ đã láng nhựa được cái đoạn này rồi. Toàn bộ khu này giá mới đi tầm tầm khoảng 35-36 các bạn. Đợt vừa rồi nó lên thêm vài giá rồi. Giá nó lên thì nhanh nhưng mà nó xuống chậm đó các bạn. Thường thường là như vậy. Đây, người ta làm bờ kè đây là các bạn này thấy. Sau khi người ta làm cái lớp bê tông này thì sẽ có thêm một lớp nè. Toàn bộ trên này là vỉa hè lát đá, còn ở đây là tiếp tục người ta làm. Con sông Cổ Cò đoạn này còn là cũng tương đối thôi chứ không rộng lắm. Sông này người xưa cũng rộng lắm các bạn. Quá trình mình làm đô thị mình bóp lần lại, nó chỉ còn một đoạn nhỏ nhỏ như vậy thôi. Nói chung rất là đáng tiếc các bạn, quá trình đô thị hóa chúng ta tạo nên cái đất ở, những khu đô thị giải quyết cái nơi ở cho quá trình tăng dân số, nhưng đồng thời chúng ta đã can thiệp vào thiên nhiên rất là nhiều. Nó không còn có cảnh thơ mộng nguyên thủy như ngày xưa nữa. Những cánh đồng không có còn nữa, những hàng cây không có còn nữa. Vài bữa nữa là chỉ có nhà và nhà để nhìn ra con sông này thôi. Đất nước chúng ta là đất nước đang phát triển các bạn nha. Tận dụng tất cả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Chúng ta chưa có giàu. Chúng ta chưa có
chiến lược để bảo vệ môi trường một cách bài bản như các nước. Ở các nước là người ta bảo vệ môi trường rất là kỹ các bạn. Làm cái gì mà ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng đến thiên nhiên là người ta phải dừng lại, người ta không có cho làm. Đó là trường hợp các nước người ta đã quá giàu rồi, người ta giữ lại. Tôi nghĩ là người ta vừa phát triển nhưng mà người ta cũng bảo vệ những cái gì lâu dài cho thế hệ mai sau. Ngày nay mình thấy công nhân vẫn đi làm các bạn này. Đó, những xe đầu kia người ta vẫn tiếp tục múc đất. Đây là cái hồ điều hòa đây các bạn này, đây hồ sen đây. Như vậy hồ sen này mình thấy người ta đã trồng thêm những hàng dừa rồi, có một chút thay đổi các bạn ạ. Rất là đẹp. Đợt trước chỉ trồng lai que mấy cây thôi, những cây này những cây mới hoàn toàn các bạn này. Đó, cái hồ này nó thông ra sông luôn các bạn. Hồ này nó không ô nhiễm gì hết các bạn ạ, chỉ là nước sông hoàn toàn. Đó, người ta đang trồng những cái cây mới. Ở đây mà trồng cỏ lên nữa là cực kỳ đẹp luôn các bạn này. Đó, có tiền mà mua những cái lô này nó các bạn là ở cực kỳ sung sướng luôn. Đó, buổi chiều ra đây rất là mát mẻ. Không có tiền thì mua quanh quanh đây thôi, chứ còn có view sông này thì cũng quá đắt rồi. Mình nghĩ là như vậy, chưa mở bán chứ bán là rất là đắt. Đó, các bạn thấy người xe tiếp tục thi công, người ta nạo vét cái đoạn sông này luôn các bạn này. Đó, đoạn này mấy kỳ các bạn thấy rất là xáo đúng không? À, bây giờ người ta làm tươm tắt hết trơn rồi các bạn này. Đó, đó chỗ này làm bàn hết trơn rồi này. Đó, mình nghĩ mua con này rất là sướng các bạn. Nó nạo vét con sông xong là nó đẹp ngắt ngay liền các bạn này. Đó, mấy kỳ các bạn đi các bạn nhớ là có những cái ao, người dân người ta rào lại các bạn này, thì bây giờ các bạn đi không còn thấy rồi. Nó nạo vét sạch sẽ đơn rồi. Đây một cái công viên nữa các bạn này. Đây một cái công viên rất là đẹp các bạn này, đây. Trong khu đô thị Nam Hà Xuân mình đánh giá là khu này là đẹp nhất. Nó từ cái đoạn gì đó mà kế xuống tới đây là nó có một cái liên hoàn luôn các bạn ạ. Vừa qua khỏi hồ sang tí là đến cái công viên ở đây rất là đẹp, rất là thoáng. Đó các bạn thấy không? Người ta đang trồng cây lên rồi. Như vậy là chúng ta mua ở quanh quanh đây cũng rất là tuyệt vời. Ở cũng được mà sau này đầu tư kinh doanh gì cũng rất là tốt các bạn. Vì dân người ta lúc nào cũng có thiên hướng ở gần những cái vị trí như thế này đó. Từ đây ra sông chỉ có mái chục thước thôi. Như vậy các bạn thấy không? Chỗ này theo mình là rất là đẹp. Ở đây là các bạn nhìn ra view bên kia có cảnh chùa này, có núi rất là đẹp. Cái cảnh làng quê đó giữ lại theo mình là tuyệt đẹp nữa. Chỗ đó theo quan điểm cá nhân của mình là không có giải tỏa.
chỉ làm lại những con đường cho nó gọn gàng sạch sẽ để cho người ta dân người ta ở bên kia, để là những cánh đồng ruộng như vậy rất là đẹp. Ở đó hình thành nên những cái làng quê các bạn biết không, giữ lại. Mình nói vậy thôi chứ tầm tầm cỡ 5 năm 10 năm là khu này cũng đi hết các bạn. Đó, nhìn qua bên kia thấy núi non, thấy chùa chiền, thấy sông nước rất là đẹp các bạn. Xa này nó có con đường nó chạy bao cái núi kia các bạn này, đó. Cái chùa Quán Thế Âm đó mình nói bạn cực đẹp luôn á. Vì dịch cho nên là mình không có đi đâu xa hết các bạn. Mình chỉ đi quanh quanh những khu gần vị trí của mình thôi và gần nhà gần cửa thôi, chứ còn xa quá là mình không có dám đi. Đây, các bạn thấy công nhân người ta tiếp tục hoàn thiện khu vực này rất là đẹp các bạn, hai bên luôn các bạn này. Đó, công viên bên kia sông bên này rất là đẹp các bạn này. Như vậy là mấy tháng mình qua trở lại, toàn bộ khu vực này thay đổi rất là nhiều các bạn. Cái đoạn này mới thẩm nhựa đây này. Đó, chỗ này là thẩm cỏ rồi đó. Sao tất cả những công viên người ta làm như thế này các bạn này, đó. Làm cỏ lên. Rất là đẹp các bạn. Khu này là miễn chê luôn các bạn. Thế mình đánh giá là như vậy. À, những cái view nào nó hấp bạn này thì chẳng còn gì phải bình luận hết. Không có tiền ở trong kia một tí cũng được, không sao cả, cũng rất là đẹp thôi. Ở quanh quanh khu nào mình nói các bạn là cực kỳ đẹp. Ở đang có cái hình dạng núi rất đẹp các bạn này đó. Đây một cái công viên nữa các bạn đó. Ở trong kia là chắc chắn là cái sân sân bóng rồi đó, các bạn thấy không, toàn bộ những tiện ích là nó nằm hết ở đây các bạn này. Như vậy là khu nông mà xung là các bạn mua ở dưới này là mình nói các bạn là cực kỳ đẹp. Công viên Hồ Sang các bạn nhìn thấy hình núi non rất là đẹp các bạn này. À, công nhân người ta đang làm một cái đầu nhân tạo này. Ở đây mà có công viên nữa, quá đẹp các bạn, quá đỉnh luôn. Khu này mà bán mình nghĩ là ít nhất phải trên 30 triệu chứ không giá dưới đâu. Ba mươi triệu là lô ở trong cái bạn, còn ngò này chắc chắn là phải hơn. Rồi vì sao các bạn thấy giá cao không? Giá cao là vì có sự kết cấu của những cái hạ tặng kèm theo. Ví dụ như công viên là người ta tính vào trong cái giá của bạn. À, nạo vét dòng sông này các bạn đó. Cái này là đất bùn thôi chứ không có gì ô nhiễm hết các bạn. Cái đất này đem đi đổ đầm xuống được chứ không có vấn đề gì hết. Cái đoạn này nạo vét xong mới là mình nói các bạn khúc sông này nó rất là rộng. Ở bên kia nó có con đường ven sông này các bạn đó. Sau này nó là con đường nó chạy băng băng qua đó, rồi nó chạy lên cái cầu bên kia luôn. Có đoạn sông này nạo vét xong là chỗ này rất là đẹp các bạn này, rất là đẹp các bạn, không có gì để chê hết. Tiền thì mua những cái lô trong làng được các bạn này. Công viên nó kéo dài tới đai luôn.
cũng cài được rồi các bạn này. Lụt lụt lắp mua ở dưới này, tương lai ở rất là đẹp các bạn. À, bên kia người ta cũng đang cài trơn rồi các bạn thấy không? Đúng là hạ tầng thay đổi rất là nhiều. Đó, như vậy là toàn bộ bên kia cài trơn rồi các bạn kìa. Giống như một hòn đảo còn bao quanh trơn. Bên kia nó kè sao là tập đoàn người ta bán đất qua về cái hướng đường Mai Đăng Chơn các bạn ạ. Còn phía sau nó vẫn có một con đường nữa các bạn, có nghĩa là rất là đẹp. Xe pháo đang đầm bên kia các bạn này. Khu này quá đẹp các bạn ơi. Đoạn chỗ này mình không biết là có lô không. Nếu ở đây mà chi lô nhìn ra bờ sông này, tuyệt đẹp luôn. Đó, những lô này đợt vừa rồi cũng bán giá mà ở bán chỉ không làm sáu thôi các bạn. Đợt vừa rồi những lốc này là mở bán 25 6 thôi các bạn này, đây. Chưa có sổ các bạn ạ. Sắp tới tiếp tục bán những block này. Rồi những block này tiếp tục bán các bạn này. Mình nghĩ rằng trong nay ít nhất nó mở thêm một đợt bán. Hiện bây giờ thị trường nó khá trầm lắng. Cho nên người ta bán ra số lượng rất là hạn chế thôi. Thứ nhất là để có chi phí để tiếp tục thi công công trình. Đồng thời là đưa sản phẩm ra nhiều quá là nó làm cho thị trường nó loãng các bạn biết không? Vì vậy mà họ cũng rất là kỹ tính. Các tập đoàn này như các bạn biết là để bán ra sản phẩm là người ta nghiên cứu thị trường rất là kỹ. Đưa ra quá nhiều sản phẩm là làm cho giá nó, thị trường nó không hấp thụ được là giá nó sẽ hạ xuống. Và nó làm thiệt hại cho các nhà đầu tư F1 và chính chủ đầu tư nữa. Cho nên mỗi một lần bán như vậy người ta bán số lượng vừa phải thôi. Sau này thị trường hấp thụ dần dần rồi là người ta sẽ tiếp tục người ta bán ra. Đồng thời những cái vị trí đẹp là phần đa người ta giữ lại hết các bạn. Người ta giữ lại để chờ thị trường nó tốt giá lên để người ta bán được những giá tốt hơn. Ở đây là công viên các bạn này, đây. Như vậy là chúng ta mua những cái lô đai mình nghĩ cũng rất là đẹp các bạn. Ít ra cũng vẫn là lô công viên này. Đây, đợt vừa rồi cũng mở bán những lô này các bạn này, đây. Lô ở trong này giá rẻ hơn. Càng ra sông ghi giá nó cần đắt hơn tí. Như vậy là cơ bản là công tác mà đắp đất làm đường là xong hết rồi các bạn này. Đó, đường xong rồi, có điện có đài ra rồi, vỉa hè thì chưa có lát. Như vậy là hạ tầng mình thấy tương đối rồi. Tất nhiên chúng ta mua bây giờ phải chờ sổ các bạn chứ không có ngay đâu. Tập đoàn Sun Group thì các bạn yên tâm đi. Đây là cái sân bóng này. Đó, những tiện ích xung quanh này mình thấy rất là đẹp rồi các bạn. Rồi hàng ngày nên mình đi qua cho các bạn một số hình ảnh về khu đô thị Nam Hòa Xuân. Đó, những hình ảnh thì các bạn thấy hết rồi đó, từ các bạn đưa ra quyết định của mình thôi, chứ mình không có tư vấn gì thêm nữa. Rồi, bye bye, chào các bạn ạ.